Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ ba ngày 24/10/2023. Chúc quý vị một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Hôm nay có nhiều con số ba quá. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, Israel chính thức đổ bộ vào dải Gaza, Hamas tung quân sát lá cà. Dải Gaza bên bờ sụp đổ và bị xóa sổ quý vị ơi. Nội dung thứ hai, lần đầu tiên đồ chơi của Mỹ xuất hiện ra trận đã làm cho hơn mấy chục trực thăng chiến đấu của chú Buri bành sát. Vì sao, tại sao? Nội dung thứ ba liên quan tới cái cuộc đua vào cái ghế chủ tịch hạ viện ngày càng gay cấn và không có hồi kết. Đùng một cái cả chục ông nhảy ra để tranh cử cho cái ghế này. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị, cũng như quý vị cô chú bác nào chưa nhấn nút đăng ký, please nhấn nút đăng ký để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Cái cuộc chiến này nó đã gần 2 năm rồi quý vị nhé, và nó chưa có hồi kết, nó chưa có kết quả. Và chú Buri, người mà đem quân đi quánh người ta đó, chưa có đạt được một cái mục đích, một nhọt, một mụn, một rồi hay một gì cả. Nó nôm na là cái cuộc chiến này nó vẫn còn căng như dây đàn. Một bên thì cố gắng để xâm chiếm đất nước của người ta, một bên thì cố gắng để bảo vệ từng cm đất, ok? Thì sau khi Mỹ chơi lớn, bỏ đi những cái lời cảnh cáo, cảnh báo, báo động của chú Buri, Mỹ đã chính thức đưa cho Ukraine tên lửa tầm xa, nó gọi là ATAC. Và tên lửa này có thể bắn trong vòng phạm vi 300 km. Thì sau khi mà Ukraine nhận được những cái tên lửa này, thì vào ngày hôm qua, Ukraine đã bắt đầu đem ra sử dụng. Và lần đầu tiên sử dụng thì Ukraine đã thụt vào những cái nơi mà nó gọi là căn cứ quân sự của chú Buri, đã làm cho 21 trực thăng chiến đấu đánh sát tan tành xí quách. Năm nay là như vậy. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Thì vào ngày hôm qua, đây có lẽ là một cái đòn giáng vào Nga lớn nhất vào cái không quân Nga kể từ khi cái cuộc xung đột này nó xảy ra. Đó, đó là những gì mà bên phía Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, là họ đã dùng những cái tên lửa ATAC của Mỹ đã thụt sâu vào những cái căn cứ của Nga và những cái sân bay của Nga ở miền Nam, đã làm cho 21 trực thăng đã bị phá hoại, hư hỏng, và kèm theo những cái đài radar và rầm rộ binh sĩ Nga phải bỏ chạy tán lạc hết quý vị nhé. Thì không biết là chú Buri sẽ phản ứng như thế nào đây, tại vì chú Buri đã cảnh báo Mỹ trước khi đưa cái tên lửa này cho Ukraine. Chú Buri nói như thế này: ê Mỹ, đừng có đưa cái tên lửa này cho Ukraine nha. Nếu mà du đưa cái tên lửa này cho Ukraine thì cái chiến tranh thế giới lần thứ ba có thể xảy ra. Tại vì chú Buri biết là nếu Ukraine mà dùng cái tên lửa này thụt vào chú thì chú không thể nào tránh khỏi. Rồi mà khi mà chú bị quánh, chú bị đòn đau thì chú sẽ làm liều bấm nút hạt nhân. Rồi đó là một chút xíu về tình hình chiến sự ở Ukraine. Sau đây mình sẽ đi vào cái tình hình chiến sự ở Trung Đông. Nó cũng căng như dây đàn, và nó có thể là căng hơn ở Ukraine nữa quý vị. Cái cuộc chiến tại dải Gaza bây giờ nó có nguy cơ xung đột ra cả khắp vùng Trung Đông. Đây, thì vào ngày hôm qua, sau những lời cảnh báo và những cái truyền đơn mà rải vào cái dải Gaza để cho hàng triệu người dân Gaza trốn đi hay là di tản đi gì đó, thì vào ngày hôm qua, quân đội Israel tuyên bố đã chính thức đổ bộ vào dải Gaza. Thì sau khi mà quân đội Israel đột kích vào dải Gaza, ok, bằng thiết giáp, bộ binh ha, họ đã tiến hành nửa đêm, họ đột kích vào, thì đùng một cái bên phía Hamas đã tung ra lực lượng chiến binh của họ và quánh sát lá cà. Ông Hagari tuyên bố các cuộc đột kích sâu vào dải Gaza đã được xác định và tìm kiếm những cái nơi mà bắt giữ con tin của Hamas đó để họ giải cứu con tin. Thì đùng một cái bên phía
Hamas họ đã tung ra những cái nhóm, những cái nhánh vũ trang để đột kích lại và quánh sáp lá cà, nói nôm na quá giống như trong xã hội đen vậy đó quý vị. Hai bên sáp lá cà ở trên đất liền quánh lộn với nhau tối bụi hết. Hiện tại bây giờ thì chưa có báo cáo là bên nào thiệt hại hay là bên nào chết vân vân và vân vân, nhưng đây cũng là một cái điều mà Iran nó đã cảnh báo Israel rồi. Nó nói là nếu mà Israel xóa sổ giải Gaza thì cái cuộc chiến này Iran nó sẽ nhảy vào, và với cái tội Hezbollah nó cũng sẽ nhảy vào, và cái cuộc chiến này nó có thể lan rộng ra khắp cả vùng Trung Đông. Nhưng thủ tướng Israel đã nói rồi là sẽ không bao giờ từ bỏ ý định xóa sổ giải Gaza, và không bao giờ từ bỏ ý định xóa sổ tụi Hamas ra khỏi cái bề mặt của cái quả địa cầu này quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, trở ngược lại đất nước Mỹ, đó là cái ghế chủ tịch hạ viện. Bây giờ thì càng ngày nó càng gây cấn như dây đàn và nó mềm như dây lá. Ok, đây thì gần một tháng kể từ khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm. Kevin McCarthy là ai? Là ông giữ chức chủ tịch hạ viện đó quý vị. Đùng một cái thì ông ta bị rầm rộ các đảng viên đã bỏ phiếu để lấy cái ghế của ông ta. Và đây cũng là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của đất nước Mỹ là người quyền lực thứ ba đang làm nhiệm vụ bị mất cái ghế. Ok, rồi. Thì sau khi ông này ông bị bãi nhiệm thì gần một tháng nay cái ghế chủ tịch hạ viện vẫn còn trống. Và cuộc đua thì nó càng ngày nó càng khốc liệt. Đã mấy ông ra ứng cử nhưng không có ông nào đạt được 217 lá phiếu. Không có một ông nào đạt được 217 lá phiếu. Tại vì sao? Cái nhóm đảng viên của đảng Cộng hòa ở hạ viện nó chia 5 xẻ 7. Nó không có súng lợi để bỏ phiếu cho một ông, mà nó bỏ cho ông này vài phiếu, ông kia vài phiếu. Rốt cuộc không có ông nào, con ma nào nó đủ lá phiếu để ngồi vào cái ghế chủ tịch hạ viện này. Họ rải đây. Thì sau khi ông Jim Jordan qua 3 lần bỏ phiếu, kết quả không có được gì hết. Ông Jim Jordan là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, cuối cùng thì cũng đã bỏ cuộc. Ok, rồi đây. Đùng một cái thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Politico đưa tin, chính dân biểu của đảng Cộng hòa ồ ạt ra để ứng cử cho cái ghế này. Trời đất ơi, bây giờ mạnh ai nấy ra, mạnh ai nấy đòi làm, không ai chịu đoàn kết lại để bầu ra một ông. Ok, nếu mà chính ông ra như thế này thì dĩ nhiên nó sẽ xào xáo như cái chợ cá, nó càng gây cấn hơn nữa và giành giật hơn nữa quý vị. Cách đây mấy bữa chỉ có một ông hai ông thôi mà còn không bầu được cái ghế chủ tịch hạ viện. Bây giờ chính ông thì quý vị suy nghĩ coi, nhiều người càng ra thì sẽ càng khó mà cho bỏ phiếu đủ 217 lá phiếu, đúng không? Đó. Thì những người này bao gồm, đây quý vị nghe kỹ nha, một dân biểu ở Michigan tên là Chuck Berman, một dân biểu ở Florida tên là Byron, một dân biểu ở Minnesota tên là Tom M, một dân biểu ở Oklahoma tên là Kelvin, một dân biểu ở Louisiana tên là Mike Johnson, một dân biểu ở Pennsylvania tên là Dan, một dân biểu ở Alabama tên là Gary, một dân biểu ở Georgia tên là Scott, và một dân biểu ở Texas tên là Peter. Chính ông này đang ra ứng cử cho cái chức vụ chủ tịch hạ viện. Rốt cuộc rồi, chúng ta không biết bao giờ đất nước Mỹ mới có người quyền lực thứ ba. Đất nước Mỹ đang đối mặt với hai cuộc chiến tranh, và cái ngân khố thì nó cạn kiệt, kinh tế thì nó đang dĩ dụa, tình hình chính trị kinh tế thì nó chẳng ra hồn ra dí gì cả. Ok, mà bây giờ chúng ta hạ viện không có để đưa ra những cái quyết định quan trọng, xào xáo quá, bất ổn quá. Nước Mỹ nó đang giống như một cái gì đó ai đồng nồ. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ ba, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình chiến sự tại Trung Đông, tình hình chiến sự ở châu Âu. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Lì nếu thấy thông tin nó hay, bấm nút chia sẻ, bấm nút đăng ký để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.